Xin được hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người không muốn biết trước được số mệnh của mình là tốt xấu ra sao. Trong tháng 7 này thì những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có cuộc sống luôn được ấm êm và không cần phải lo nghĩ về tiền. Mặc dù số mệnh của con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố khác nhau, trong đó việc chúng ta phụ thuộc vào con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, những mệnh giáp chủ nào sẽ là được trời định là người tốt số, số trời sinh đã mang phú quý giàu sang cho mình? Chỉ cần sống xứng đáng thì những người tuổi Bính Thìn sẽ có được cuộc sống xứng đáng, thật toàn thật mỹ đủ đầy. Quý vị thân mến, cuộc đời con người sợ nhất đó chính là kẻ túng thiếu nợ nần. Tuy nhiên mỗi người ở mỗi hoàn cảnh khác nhau và buộc đôi khi chúng ta phải đối mặt với cuộc sống mà mình lại không mong muốn chút nào. Trời sinh thì ai cũng có vận mệnh riêng và những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng cần phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 7 âm lịch. Trong lục thập hoa giáp sẽ có những mệnh chủ là số hưởng, mặc dù là cuộc sống của họ phải chịu cảnh buôn ba vất vả, thậm chí là túng thiếu nợ nần về đầu năm, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ, ổn định hơn kể từ sau rằm tháng 7 đến cuối năm thì mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Vậy thì với quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn, đặc biệt là khoảng thời gian này sẽ có quý nhân phù trợ, thần tài ban lộc cho phú quý giàu sang, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Và trong phần luận giải về tử vi tháng 7 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn về bốn phương diện chính trong cuộc sống: tiền bạc, công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Xem tử vi sẽ giúp cho tất cả quý vị biết trước được thiên cơ, từ đó cải vận giàu sang cho mình. Và sau đây thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 mệnh sa trung thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn. Đầu óc, tư duy, linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều bò lửng giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mùi lòng. Đây chính là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá bình yên và tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tháng này công việc làm ăn của gia chủ tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải là dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ, một điều nhịn, chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ, sức đề kháng suy giảm. Nhiều người dễ bị nhiễm phải các bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Thìn nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc nhiều trở ngại khó khăn, gia chủ phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối nhưng chưa chắc hiệu quả đã được như mong muốn. Sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên, đối thủ có thể giở trò gây cản trở loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp, thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, có nhiều lời xì xào bàn tán. Do đó, để tránh được những rắc rối này, bạn cần làm việc có đầu có cuối, đặt ra kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ suôn sẻ. Bên cạnh đó, một vài hạng mục công việc tránh dục tốc bất đạt, vội vàng, dễ dẫn đến sai sót, không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Bạn nên xem xét thật kỹ để tránh thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích lớn trong tương lai.
Tháng này cơ hội tốt để bạn học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân với việc học tập. Nhưng điều đó là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó nếu bạn muốn học cao lên. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định. Thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó có được doanh thu như mong muốn. Thời điểm này không thích hợp để tiến hành đầu tư, nhất là các dự án mang tính mạo hiểm hay rủi ro cao. Do đó trước khi dốc tiền đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Chớ vội tin vào những nguồn tin không xác đáng hay lời xu nịnh, dụ dỗ của người khác mà tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Bính Thìn sẽ có sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Bạn sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn bạn điều trị kiên cường và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn cảm thấy bất ổn. Các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, vận đào hoa ảm đạm, nhân duyên không vượng, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Tình hình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt diễn ra thường xuyên. Người độc thân hoặc đang sống một mình cũng khó có cơ hội gặp được người phù hợp, hoặc thậm chí gặp được nhưng cơ hội thành công không lớn. Nữ mệnh nên chú ý cách ăn nói, thái độ cực đoan từ trong suy nghĩ mà ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân, lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tuất, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Tuất, có nạp âm Bình Địa Mộc.
ngày âm lịch ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp canh tuất, có nạp âm thoa xuyến kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần chú ý hết sức, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Dậu, có nạp âm tuyền trung thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Dậu, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Dậu, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú lâm tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù có khó khăn và vất vả đến như thế nào thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình, đúng không ạ? Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 7 âm lịch này thì sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có được phần nào cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nốt đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.